Nam chúng ta có những cái loại kiến giả lạ để giao ăn và chúng ta hoàn toàn có thể có được sức khỏe và kiến giả lạ. Đặc biệt là trong tương lai sắp tới thì cái ngành mỹ phẩm cũng là cái ngành không ngừng gia tăng với nhu cầu của đối với sản phẩm. Và mình rất là mong muốn có thể có những cái hợp tác với Vân trong quá trình để phát triển sản phẩm. Đó. Những gì Cường nói là